sẽ làm hạt trân châu cùi dừa nhé các bạn nhé, để dành để luộc các món nhé, chè nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái âu bột lăng như thế này, và mình sẽ để lại một chút bột lăng ở bên ngoài để tí nữa mà khi mà mình nhào bột nó ướt thì mình sẽ cho thêm vào. Mình gồm có bột lăng này, cùi dừa này, đây là cùi dừa nhưng mình đã cắt thành những miếng nhỏ như này, hạt lựu như này, và mình rửa sạch mình để ở đây. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút đường vào và cái âu bột năng này để cho cái chân trâu của chúng ta có vị hơi ngọt một chút. Bây giờ làm chân trâu để ăn chè. Nếu các bạn muốn tạo màu màu chân trâu không phải màu trong thì các bạn có thể cho nước dừa, cái gì nhỉ, cái lá lết ấy, hay là lá dừa đấy, mình hay gọi lá dừa hay là lá lết đấy, hoặc là cho củ dền để cho màu. Và bây giờ để hòa cái bột này thì các bạn lấy nước đun sôi nhé, các bạn đổ từ từ vào. Vì sao mình lại phải để lại bớt một ít bột năng ở ngoài, để tí nữa mình khi mà bột mà ướt quá thì mình sẽ đấy, cho vào mình nhào cùng. Các bạn lưu ý là mình phải dùng nước sôi nhé thì mình mới nhào được bột năng. Nước sôi vừa đun xong đấy. Rồi tiếp, thế vẫn chưa được, mình cho thêm một chút nước sôi nữa. Bột mà nó lửa sống lửa chín như này thì khi nhào thì nó mới kết dính với nhau, và khi lặn thì mình mới lặn được thành thành bánh các thành các viên ấy. Làm nhà bột này gần giống như nhà bột làm bánh bột lọc tôm thịt các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay. Bột cũng đỡ nó nóng hơn rồi thì mình sẽ dùng tay để mình nhào. Chứ lúc nãy bột đang rất là nóng mình phải là dùng đũa. Nhưng làm bánh này các bạn phải dùng tay không sẽ rất là khó nhào bột. Rồi. Khi mà bột nó nhão quá thì mình sẽ cho thêm cái phần bột năng mà mình để ngoài nhé. Rất là lắm các bạn. Mình không thể nhào nhanh được. Mình phải nhào từ từ để cho bột của mình bớt nóng đi. Mình cứ nhào để thành một khối nhé. Và mình thấy bột hơi khô, hơi ướt một tí, mình cho thêm một chút bột năng nữa. Rồi bây giờ mình cứ nhào thành một khối là được. Khi bột của chúng ta nhào thành một khối kết dính như này rồi các bạn ạ, mình cho thêm một chút bột áo để mình nó không bị dính vào tay, để mình lặn thành những viên nhỏ và mình cho cùi dừa vào giữa nhé. Đấy, khi mà có bột áo, bột của chúng ta dễ lặn hẳn. Dẻo như này thì mới thành công được các bạn, làm chân trâu bột phải dẻo và vẫn còn ấm như này. Bây giờ mình sẽ nặn thành những viên chân trâu nhé. Mình sẽ lấy một cái thớt ra để mình cắt bột cho nó dễ. Cho bột vào cái thớt, mình cắt bột thành những viên nhỏ, mình nặn cho dễ các bạn. Đây các bạn, miếng này của mình hơi to, chân trâu này hơi to thì mình sẽ cho hai cái cùi dừa vào ve tròn lại, vì là chân trâu làm kiểu này cho nên khi mà bột trong ấy thì mình sẽ nhìn thấy cái cùi dừa bên trong, nhìn sẽ rất là đẹp mắt các bạn. Nhiều người thích ăn chân trâu to nên không sao hết, vì đây là mình nấu chè cho nên chân trâu to một tí cũng được. Bột tay mình có một chút bột cho nên rất là dễ lặn các bạn. Mình lấy một chút bột áo vào tay rất là dễ lặn. Các bạn cứ lặn như vậy đến hết là được. Cho cái cùi dừa vào giữa, chỉ cần lặn một lớp bột áo phủ lên trên là được. Lặn một lớp bột mỏng phủ lên trên chân trâu là được. Mình cứ lặn như vậy đến hết nhé. Đây, cho vào giữa này. Mình quay lại vài cái nữa các bạn nhìn cho rõ. Lặn như lặn bánh trôi ấy mà. Rất là đơn giản rồi. Các bạn lặn hết thì mình sẽ cho lên nồi mình luộc nhân thể.
nồi nước sôi nhé, như là mình luộc luộc bánh trôi ấy. Cái này không khác gì nặng bánh trôi đâu, như cách nhào bột thì nó khác, mình không nhào bột đúng thì sẽ không có được những viên chân châu ngon. Chân châu to hay nhỏ là tùy vào cái cách các bạn làm cái cùi dừa và cái bạn làm bột. Hôm nào mình sẽ làm chân châu vị cà phê, vị sô-cô-la hoặc là chân châu vị trà xanh. Hôm nay là mình làm chân châu này để mình nấu chè bưởi. À mình xin lỗi, mình nấu chè đỗ đen. Vì hôm qua mình mua được một ít dầu chuối nên mình muốn làm chè đỗ đen. Rất là thèm cái món chè đỗ đen với dầu chuối. Cứ lặn như vậy đến hết nhé. Đây, mình véo thành những viên nhỏ như này, mình bè ra như này. Các bạn nhìn này, bè xíu này. Bè là được. Rồi, mình làm tương tự nhé. Mình không quay nữa, mất rất là mất thời gian của các bạn. Khi mà lặn xong rồi, mình sẽ mang đi luộc luôn nhé các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị một nồi nước nhé. Mình luộc những một chân luộc bánh trôi ấy, khi mà nước sủi thì các bạn cho các hạt chân trâu này vào, đến khi hạt chân trâu của chúng ta trong và nổi lên thì mình có thể vớt chân trâu. Nhưng vớt sao vớt thì các bạn phải vớt ra một âu nước lạnh luôn. Âu nước lạnh thì các bạn nên đun nước đun sôi để nguội, hoặc là các bạn dùng nước lavi hay nước lọc ấy thì đều được cả. Như tốt nhất là dùng nước đun sôi để nguội để mình bảo quản chân trâu được tốt. Rồi các bạn cất vào ngăn đá nếu các bạn dùng lâu. Còn nếu mà dùng trong tuần này các bạn ngất vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào nấu chè để các bạn bỏ ra một chút các bạn cho vào cái cốc chè của chúng ta. Mình đổ hết vào nhé. Vì nhà mình có hai vợ chồng cho nên là nhiều như này thì mình phải ăn được vài lần nấu chè, cho nên mình sẽ bảo quản trên ngăn mát tủ lạnh. Các bạn đảo để cho chân trâu của chúng ta không bị dính vào nhau nhé. Đến những cái hạt chân trâu này thì nó trong lại là được. Vì là có nhân cho nên các hạt chân trâu của chúng ta không hề bé như là chân trâu trong trà sữa. Chân trâu trong trà sữa thì mình sẽ không nặn nhân, cho nên mình có thể bé nặn bé bằng nửa này hoặc là 1/3 đều được, càng nhỏ thì càng ngon nếu mà chân trâu trong trà sữa ấy các bạn. Mình chuẩn bị luôn một cái âu nước bên cạnh này nhé. Mình chân trâu đã bắt đầu nổi lên rồi, mình đợi thêm một lúc nữa để cho hạt chân trâu chúng ta trong hơn thì mình sẽ tắt bếp nhé và vớt ra ngay. Khi chân trâu của chúng ta đã nổi lên rồi và cũng bắt đầu chuyển sang trong như này rồi thì mình sẽ cho vào cái âu nước lạnh luôn các bạn nhé. Cái vợt này nổi lên và chân trâu phồng lên thì mình hãy vớt ra. Đây các bạn đợi một lúc nữa thì đợi chân trâu của mình đợi lúc nữa cho chân trâu nguội nhé. Bây giờ các bạn nhé, khi mà mình cho âu nước lạnh xong này, các bạn nhìn kiểm tra này, đây hạt chân trâu của chúng ta rất là trong như này rồi đấy, và mình để cho nó sóc nước và sau đó các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh, các bạn dùng dần, còn nếu để lâu quá thì các bạn cho ngăn đá nhé. Đây các bạn, cùi dừa hiện lên rõ này. Đây là mình đã hướng dẫn xong cách làm chân trâu cùi dừa để dành cho khi mình nấu các món chè nhé. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn của video này thì các bạn chắc chắn sẽ thành công và có một món chân trâu rất là ngon dành cho mùa hè. Nếu các bạn thích hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Khi mà lặn xong rồi mình sẽ mang đi luộc luôn nhé các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị một nồi nước nhé. Mình luộc những một chân luộc bánh trôi ấy,
Khi mà nước sủi thì các bạn cho các hạt trân châu này vào. Đến khi hạt trân